Khương Khương, chậm thôi, đi chậm thôi. Khương Khương, Khương Khương, Khương Khương, em chậm thôi, chậm thôi. Tuyết đang rơi, em lái chậm thôi. Anh đến làm gì thế? Lần trước anh đưa vòng cổ, lần này lại muốn làm gì? Em sống ở đó rất tốt mà. Khương Khương, bố đồng ý chấp nhận Lục Sùng Cảnh rồi. Em sắp xếp thời gian dẫn cậu ấy đi gặp bố. Thật sao? À, thế thì đợi xong đại thọ 60 tuổi của em mẹ sẽ dẫn anh ấy đi gặp bố. Còn nữa, đến lúc đó anh đến đón bọn em trước nhé, mang theo nhiều quà một chút. Được, nghe em hết. Em còn có việc, em đi trước đây. Đại tiểu thư giá đáo, dẹp ra hết nào. Đang có tuyết rơi em đó. Lái chậm thôi. Cô Khương, cô mang thai rồi, chúc mừng. Thật à? Tôi mang thai rồi à? Chắc là được 7, 8 tuần rồi, vẫn chưa được ổn định lắm. Cô phải chú ý nghỉ ngơi nhé. Cảm ơn bác sĩ. Nếu nói tin tức này cho Sùng Cảnh, có lẽ anh ấy sẽ rất vui. Xin chào, xin đừng tắt máy, số điện thoại bạn vừa gọi đang kết nối. Bỏ đi, tôi có con của Tử Huyên là đủ rồi. Muốn cho mình bất ngờ, mà cũng không biết giấu nữa. Sùng Cảnh, chẳng lẽ anh vẫn chưa quên cô ta sao? Bỏ đi. Bỏ đi. Sùng Cảnh, em không tin anh sẽ ngoại tình. Này, cô Khương, cô chảy máu rồi, không mau được, nằm xuống tôi đi. Không sao. Tôi phải đi tìm chồng tôi. Cảm thấy thế nào rồi? Anh Sùng Cảnh, cảm ơn anh đã đưa em đến bệnh viện trong khi đang bận rộn như vậy. Sếp Lục, anh đích thân dẫn bạn gái đến kiểm tra thai sản sao? Làm bạn gái anh hạnh phúc quá đi. Cô xem giúp tôi. Thai nhi 2 tháng, tất cả đều phát triển bình thường. Anh đừng lo lắng. Cảm ơn. 2 tháng. Lục Sùng Cảnh, thì ra anh không chỉ ngoại tình, mà anh còn khiến người ta có thai. Lục Sùng Cảnh, tôi đã kết hôn với anh 3 năm. Tôi làm trâu làm ngựa cho nhà anh. Anh lại làm người phụ nữ khác có thai. Anh ngoại tình. Anh coi tôi là cái gì? Anh coi tôi là cái gì? Anh Sùng Cảnh, anh đang nhìn gì thế? Không có gì. Nếu không sao thì về nhà đi. À, váy của tôi. Cô đi đứng kiểu gì đó. Mù mắt rồi à? Nhà họ Lục sao lại có loại người hầu không có mắt như cô chứ? Vị phu nhân này. Rõ ràng vừa nãy là cô tự đụng vào tôi mà. Hơn nữa tôi không phải người hầu nhà họ Lục. Hừ, nhìn cái dáng vẻ của cô cũng không giống người hầu. Trông giống kẻ xin cơm bên đường hơn. Lý phu nhân. Nể mặt tôi. Bỏ qua chuyện này đi. Nếu Lục phu nhân đã có lời,
tôi nhất định sẽ nể mặt. Sau này đi đường cẩn thận cho tôi. Mẹ, con quên mất hôm nay mẹ sẽ tổ chức tiệc mừng thọ ở nhà. Mấy hôm trước con đã làm một cái túi cho mẹ, bây giờ con sẽ mang qua cho mẹ. Không cần. Tôi có túi Hermes Tử Huyên tặng tôi là đủ rồi. Tuy tôi lớn tuổi rồi, nhưng cũng không phải loại hàng chợ nào cũng đeo được. Mẹ, cái đó không phải là hàng chợ. Đó là bản giới hạn do nhà thiết kế đỉnh cấp Văn Tường hợp tác sản xuất, cũng là một chút lòng thành của con dâu. Cô im miệng đi. Cô nói xem cô, vừa không biết kiếm tiền, vừa không biết sinh con. Cả ngày chỉ biết làm con sâu mọt ở nhà. Con trai tôi đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị. Cũng không biết tại sao lúc đầu lại mù mắt, cưới cô. Sếp Lục có tiền có sắc, sao lại tìm một người vợ như thế này chứ? Tiệc mừng thọ của mẹ chồng mà mặc giản dị như vậy. Tôi còn tưởng, người bên cạnh Lục phu nhân mới là Lục thiếu phu nhân cơ. Mẹ tưởng Lục Thị có ngày hôm nay đều dựa vào một mình anh ấy à? Mẹ tưởng Lục Thị có ngày hôm nay đều dựa vào một mình anh ấy à? Khương Lê, cô nói vậy có ý gì? Không phải dựa vào nó, chẳng lẽ lại dựa vào cô? Hừ. Tử Huyên là con dâu tôi đã nhắm từ 3 năm trước, bây giờ con bé về rồi, trong bụng còn mang đứa con của nhà họ Lục. Cô còn không mau ly hôn với con trai tôi. Một đám vô ơn. Năm đó dây chuyền vốn của Lục Thị bị ngắt quãng, nếu không phải tôi âm thầm giúp đỡ, sợ là các người đã phá sản từ lâu rồi. Năm đó Lục Sùng Cảnh đã cứu mình. Mình vì muốn cảm ơn mà giúp Lục Thị vượt qua cửa ải khó khăn, không ngờ lại bị người ta lấy oán báo ơn. Hừ, cô chẳng qua chỉ là một con bé nhà quê mới lên thôi. Không có tiền, không có bối cảnh. Còn dám nói nhà họ Lục chúng tôi có hôm nay đều là vì cô. Đúng là khiến người ta cười rụng răng. Con bé nhà quê. Nếu tôi không gả cho Lục Sùng Cảnh, các người e là còn không có cả cơ hội gặp tôi một lần. Ha ha ha. Hôm nay người đến đây đều là nhân vật máu mặt ở Giang Thành. Có thể nói chúng tôi không có tư cách đến đây, chỉ có tỷ phú Khương. Chẳng lẽ cô là con gái tỷ phú à? Nếu tôi nói đúng là vậy thì sao? Khương Lê. Chẳng lẽ cô nghĩ mình họ Khương thì có thể là con gái tỷ phú sao? Ha ha. Lục phu nhân làm sao thế? Trời còn chưa tối đã nằm mơ giữa ban ngày. Khương đại tiểu thư từ nhỏ đã được tỷ phú Khương bảo vệ rất tốt. Cả Giang Thành còn ai chưa thấy cô ấy trông thế nào? Cô gái này, chẳng lẽ muốn lấp vào chỗ trống này sao? Tôi thấy cô nghèo đến điên rồi, sao thích nói khoác thế, cút về phòng. Đừng có ở đây làm mất mặt, con. Thay một bộ đồ khác cho tôi. Thay đồ gì chứ? Lục Sùng Cảnh tôi hỏi anh, khoảng thời gian này anh đi đâu? 2 tháng sau, tỷ phú Khương của Giang Thành sẽ tổ chức một show thời trang lớn. Việc này trực tiếp ảnh hưởng đến việc trang phục của Lục Thị có thể tiêu thụ ở Giang Thành không? Cho nên tôi đã đi khảo sát một chút. Xem có thể lấy được tư cách đến sâu không? Thế à? Tôi đã kiểm tra rồi. Anh hoàn toàn không có lịch trình đi Giang Thành. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Anh và cô ta tình cũ không rủ cũng đến. Cô ta còn mang thai con của anh. Cái này không liên quan đến cô. Tôi biết. Trước khi anh kết hôn cùng tôi, trong lòng anh vẫn còn cô ta. Nhưng anh cũng không thể ngoại tình trong khi kết hôn, còn làm cô ta mang thai. Anh coi người vợ tôi đây là cái gì? Cô. Đừng dùng ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn tôi. Cô cũng chả sạch sẽ gì đâu. Tôi làm sao nào? Tôi đã toàn tâm toàn ý yêu anh 3 năm. Tôi hầu hạ cả nhà anh. Người nhà anh nhiều lần sỉ nhục tôi. Tôi cũng nhịn hết. Anh thì sao? Anh lại đi ngoại tình. Nếu cô còn muốn tiếp tục làm Lục phu nhân, thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua đi. Lục Sùng Cảnh. Anh dựa vào đầu mà đối xử với tôi như vậy, Tử Huyên không giống cô. Đứa con trong bụng cô ấy, nếu có chút sơ sót gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Anh thương con của Mạnh Tử Huyên. Thế con tôi thì sao? Của cô thì sao? Không có gì. Chúng ta ly hôn đi. Cuối cùng cô vẫn không thể nhịn nổi, muốn đi tìm người đàn ông đó. Cô Khương, nghe nói 3 năm nay cô chăm sóc anh Sùng rất tốt. Cảm ơn, cô không có tư cách nói cảm ơn tôi. Tôi có lòng tốt khuyên cô một câu. Làm người thì nên giữ đúng bổn phận. Đừng mong nhớ những gì không thuộc về mình.
Hơn nữa, anh ấy kết hôn với cô, chỉ vì anh ấy giận dỗi với ông nội thôi. Từ đầu đến cuối người anh ấy yêu đều là tôi. Hừ. Cô đang cười cái gì? Cô Mạnh. Không ngờ cô thích nhặt rác như vậy. Lục Sùng Cảnh đã bẩn rồi. Nếu cô thích như vậy, thì tôi thưởng cho cô. Loại phụ nữ như cô, tôi gặp nhiều rồi. Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn lùi một bước để tiến của cô thôi. Cô Mạnh, tôi bận lắm. Cô có thời gian nói với tôi những thứ này. Chi bằng đi cầu xin Lục Sùng Cảnh, bảo anh ta cưới cô đi. Cô Khương, tôi thật sự rất yêu anh Sùng Cảnh. Cô đang nói gì vậy? Cô Khương, cô muốn mắng muốn đánh cứ nhằm vào tôi. Đừng làm hại con tôi, bỏ tôi ra, cô làm gì vậy? Cái này, anh Sùng Cảnh. Vốn dĩ em chỉ muốn cảm ơn cô Khương. Mấy năm nay đã chăm sóc anh rất tốt. Không ngờ, cô ấy không chỉ không chấp nhận, mà còn dùng rượu hát em, thậm chí. Đều là em đáng đời. Là em tự rước lấy phiền. Khương Lê, sao cô độc ác thế hả? Cô dám đẩy thai phụ. Tôi không đẩy. Cút đi. Về phòng băng bó đi. Chuyện hôm nay tôi có thể không truy cứu, nhưng không có lần sau. Lục Sùng Cảnh, anh mất trí nhớ rồi à? Khương Lê, tôi đã không cần anh rồi. Từ nay về sau, cửa nhà họ Lục các người, tôi tuyệt đối sẽ không bước vào nửa bước. Rời khỏi nhà họ Lục thì cô đi đâu? Cái này không cần xếp Lục lo đâu. Cô nóng lòng đến vậy sao? Được. Nếu cô đã quyết tâm muốn đi, thì toàn thân cô từ trên xuống dưới, mỗi thứ liên quan đến nhà họ Lục, đều cởi bỏ lại. Cái này là lúc chúng ta đi du lịch. Anh sợ tôi lạnh nên mua cho tôi. Cái này là quà kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Giày tình nhân ngày kỷ niệm. Anh hài lòng chưa? Anh Sùng Cảnh đối xử với cô Khương tốt quá. Đã tặng không ít quà. Đều là đồ mẹ và chị, chọn xong thử lại. Em muốn thì anh sẽ tặng em đồ tốt hơn. Cô Khương nghe chưa? Anh Sùng Cảnh đã không cần cô nữa. Chẳng lẽ cô còn không nỡ bỏ chiếc nhẫn trên tay cô sao? Cả đời này, điều hối hận nhất tôi từng làm là gả cho anh. Từ nay về sau, chúng ta mãi mãi không gặp lại. Anh Sùng Cảnh, em hơi không khỏe. Này, dẫn Tử Huyên đến chỗ bác sĩ Vương kiểm tra đi. Cháu trai của mẹ không thể xảy ra chuyện gì. Sùng Cảnh, mau lên. Nhìn thấy chưa? Con trai tôi và Tử Huyên mới là một đôi trời sinh. Hừ, mau cút đi. Nhà họ Lục chúng tôi đã thu nhận cô lâu quá rồi. Cô đã định không phải người cùng một thế giới với chúng tôi. Bỏ đi, tôi có con của Tử Huyên là đủ rồi. Đứa trẻ trong bụng cô ấy, nếu xảy ra chút sơ sót gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Khương Khương, Khương Khương. Là anh ta. Khương Khương, Khương Khương. Mau dẫn em rời khỏi đây.
Biển số xe là Giang A 9999. Hừ. Con trai, chả trách cô ta sốt ruột muốn ly hôn với con, thì ra đã bám được đại gia rồi. Chỉ là không biết người đàn ông này là ai. Biển số xe Giang A 9999. Điều tra xem là xe của ai. Vâng, xếp Lục. Thông tin chủ xe của biển số này đã được bảo mật, không tra được. Hừ, bí ẩn vậy sao? Xem ra chắc chắn đã bám được đại gia rồi. Chả trách cô Khương sốt ruột muốn ly hôn với anh như vậy. Bố. Anh cả, anh hai. Con nhớ mọi người lắm. Nhóc con, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng biết liên lạc với bố rồi. Lúc đó thằng nhóc đó chẳng qua chỉ cứu con một lần mà con cứ khăng khăng muốn gả cho nó. Bây giờ chịu thiệt thòi rồi chứ gì. Bố. Con biết sai rồi. Đứa trẻ trong bụng con vẫn ổn chứ? Khương Khương, con còn trẻ. Vẫn còn cơ hội. Cục cưng, xin lỗi. Đều là do mẹ không bảo vệ tốt cho con. Khương Khương, thực ra đây cũng là chuyện tốt. Như vậy em có thể hoàn toàn vạch rõ quan hệ với tên cặn bã Lục Sùng Cảnh đó rồi. Khương Hạo, con nói lung tung gì vậy? Con gái cưng, ngày kia là sinh nhật con. Anh hai con đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con rồi. Đến lúc đó sẽ có sâu pháo hoa giá trị hơn triệu tệ để giúp con vui vẻ. Bố. Nhưng con thật sự không có tâm trạng xem. Nhiều năm nay con đều không ở nhà. Rất nhiều chú bác đều không gặp được con. Đúng lúc nhân cơ hội này, để họ xem con gái của Khương Minh Khiêm này rốt cuộc xinh đẹp đến đâu. Bố. Vẫn là bố đối xử với con tốt nhất. Đại tiểu thư, đây là đồ mới nhất của thương hiệu thời thượng quốc tế Hermès. Đây là bộ sưu tập dây chuyền của người nổi tiếng Paris. Đây là nhẫn Vương Phi Kelly từng đeo. Còn những cái này nữa, dừng lại. Mọi người chuẩn bị nhiều quá. Chỗ này có thể mua được nửa Giang Thành rồi. Nhiều lắm sao? Em là thiên kim đại tiểu thư của tỷ phú Khương ở Giang Thành. Chỉ cần em thích, anh có thể mua tất cả các loại thương hiệu cho em chọn thoải mái. Dù nhà chúng ta có tiền, cũng không thể lãng phí như vậy. Khương Khương, em là em gái của bọn anh không thương em thì ai thương em, đúng không? Mời đại tiểu thư chọn lễ phục cho tiệc sinh nhật. Khương Lê, tôi trở lại rồi. Wow! Ha ha ha! Đây là bờ hồ Nguyệt Quang mà. Nghe nói, chỉ thuê một cái du thuyền đã hơn 1 triệu rồi. Nhà họ Khương đã bao trọn bờ hồ. Để tổ chức sinh nhật cho Khương đại tiểu thư, phải yêu thương cô ấy đến mức nào chứ? Này, con trai. Chút nữa, nếu con thấy Khương tiểu thư thì chủ động lấy lòng cô ấy. Nhớ Khương đại tiểu thư thích con, thì nhà họ Khương là của chúng ta rồi. Ha ha ha. Mẹ, Sùng Cảnh có Tử Huyên rồi mà. À, ha ha ha. À, đúng đúng. Mẹ già hồ đồ rồi. Ha ha ha. Già hồ đồ rồi. Ha ha ha. Nếu con trai mình được nhà họ Khương thích, thì cần gì một nhà họ Mạnh nhỏ bé. Bữa tiệc tối nay liên quan đến việc chúng ta có thể có được tư cách đến sâu không, nhất định phải cẩn thận lời nói hành động. Anh Sùng Cảnh, anh yên tâm đi, thời trang Ellie anh trai em lập nên, có hợp tác với tập đoàn HG dưới trướng nhà họ Khương, chút nữa có thể giúp anh giới thiệu. Đúng đó, Sùng Cảnh. Em đừng ủ rũ mặt mày nữa, em xem hôm nay Tử Huyên xinh đẹp chưa kìa. Đúng đó, vừa nãy trên đường đến đây, không ít người đều nhìn cô ấy đó. Anh cả, anh hai, các anh đâm vào tim em à? Đây là thánh địa cho tình nhân hẹn hò. Thế à, thế thì em phải trách anh hai em rồi, nó chọn chỗ này đó. Đây là cảnh đẹp số 1, số 2 Giang Thành đó. Đến lúc rồi, chúng ta ra thôi. Anh cả,
chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Qua. Thế nào, Khương Khương, có đẹp không? Thẩm mỹ của hai anh, quê mùa quá đi. Anh thấy anh chọn đẹp mà. Khương Khương, em có còn nhớ những món quà kỳ lạ nhiều năm trước em nhận được không? Cái này đã là rất tiến bộ rồi đó. Quà hôm nay không chỉ có những thứ này, mọi người đều đã chuẩn bị cho em rồi. Khương Khương, em phải nhớ, có rất nhiều người yêu thương em, nhưng em nhất định phải dành tình yêu và thời gian cho người xứng đáng với em. Vâng. Oa. Trời ơi, Khương đại tiểu thư hạnh phúc quá đi. Ha ha ha, Khương đại tiểu thư rời nhà đi 3 năm vừa quay về. Chỉ mỗi sâu pháo hoa đã đáng giá triệu tệ, tỷ phú đúng là phong độ. Khương đại tiểu thư 3 năm nay đi đâu vậy? Hôm nay cũng đúng ngày sinh nhật cô ấy. Mau nhìn kìa, đại tiểu thư nhà họ Khương đến rồi. Mau nhìn kìa, Khương đại tiểu thư ra rồi, sao lại là Khương Lê? Sao lại là cô ta chỉ là một thợ may nhà quê thôi. Ha ha ha, có lẽ là lên ké du thuyền người ta chơi thôi, hừ. Người bên cạnh cô ấy, không phải chính là người đàn ông hôm đó đến đón cô ấy sao, vẫn chưa chính thức ly hôn. Mà người phụ nữ này đã nóng lòng muốn chạy đến bên người khác, lao vào lòng người ta rồi. Khương Lê, sao cô lại ở đây? Xếp Lục. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cậu và Khương Khương đã ly hôn rồi. Khương Khương bây giờ là người nhà tôi, xin cậu hãy tự trọng. Khương Lê, tôi khuyên cô đừng có thiếu nhẫn nại như vậy. Chúng ta còn chưa nhận giấy ly hôn, cô vẫn còn là vợ trên danh nghĩa của tôi. Dù sao cũng phải quan tâm đến thể diện của Lục Thị và bản thân cô chứ. Khi anh ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân làm bồ nhí mang thai. Lục Sùng Cảnh, anh có để ý đến thể diện của tôi không? Người nhà họ Lục không chỉ phẩm hạnh kém, mà mắt còn mù, tố chất cũng kém tới cùng cực. Người xã hội thượng lưu Giang Thành coi trọng thể diện. Loại người như các người, có tư cách gì tới tham gia tiệc của nhà họ Khương? Anh là ai? Anh có tư cách gì nói bọn tôi? Ồ, tôi biết rồi. Khương Lê, tình mới của cô đối xử với cô khá đấy. Còn dẫn cô tới tham gia tiệc của Khương đại tiểu thư. Tiệc của tôi. Tôi muốn thì tới, còn cần người khác dẫn à? Không biết liêm sỉ. Lần trước cô hại Tử Huyên suýt sảy thai. Bọn tôi còn chưa tính sổ với cô. Bây giờ cô lại tới mạo danh Khương đại tiểu thư. Rốt cuộc ai cho cô cái gan đó hả? Là hai thằng trai bao bên cạnh cô hả? Hỗn xược. Có tin tôi cho người đuổi nhà mấy người ra không? Được lắm con khốn này. Có chồng mà mày lại dám thậm thụt với thằng khác à? Cô Khương. Dù cô muốn đu đại gia, thì tốt xấu gì cũng nên kén chọn chút. Hai người này, tôi chưa từng gặp trong giới thượng lưu. Cô muốn vào giới của bọn hả chưa đủ tư cách đâu. Anh có ý gì? Theo tôi được biết, thời trang Ellie là do anh trai của cô Mạnh sáng lập. Từ hôm nay, tôi tuyên bố tập đoàn HG hủy mọi hợp tác với thời trang Ellie. Anh tưởng mình là sếp Khương của tập đoàn HG à? Còn bảo hủy hợp tác. Sếp Khương. Yên tiệc sắp bắt đầu rồi. Ấy, cậu, ấy. Được lắm, các người dám đối xử với bọn tôi thế này. Các cậu có biết tôi là Lục phu nhân của tập đoàn Lục Thị không? Có tin tôi cho các cậu nằm cáng hết không hả? Ấy, ấy. Các anh dám đẩy mẹ tôi à? Lục Tây, ở Giang Thành này, không có ai là nhà họ Khương tôi không dám đắc tội hết, cút lẹ đi. Hay lắm Khương Lê. Cô lại có bản lĩnh bám được vào thiếu gia nhà họ Khương cơ đấy. Con trai, có phải thế này, mình sẽ khó lấy được tư cách vào sâu thời trang không? Cứ về trước đi ạ. Hứ. Hứ. Con Khương Lê này, đúng là ngông cuồng quá đi mất. Nó chỉ bám được tỷ phú Giang Thành thôi mà. Hứ. Theo mẹ ấy à? Nó ra ngoài bán thân đấy. Mẹ đừng sốt ruột. Khương Lê đó, chỉ là một con rách nát đã qua tay Sùng Cảnh thôi. Con thấy Khương Hạo kia, sớm muộn gì cũng đá cô ta ra khỏi nhà như một con chó thôi. Im lại. Dọa chết chị rồi, không phải em nói có việc à? Sao rồi, có thuận lợi không? Hai người dựa vào đâu mà sỉ nhục Khương Lê? 3 năm nay sỉ nhục cô ấy chưa đủ à? Sỉ nhục thì đã sao? Nó ngoại tình. Không phải mẹ chỉ muốn chút cục tức này cho con thôi sao? Con.
Anh Dùng Cảnh, dì làm vậy cũng muốn tốt cho anh thôi. Hay là anh xem cái này, anh sẽ hết giận thôi. Đây là gì? Đây là thiệp mời riêng của nhà thiết kế nổi tiếng Văn Tường. Nghe nói, tiểu thư nhà họ Khương cũng sẽ tới. Đây là thiệp mời riêng của nhà thiết kế nổi tiếng Văn Tường. Nghe nói, tiểu thư nhà họ Khương cũng sẽ tới. Văn Tường. Nghe, cũng quen ghê. Đúng rồi mẹ. Giang Thành ngoài xếp Khương kia ra, còn có thiên kim nhà họ Khương, mình chỉ cần móc nối quan hệ được với Khương đại tiểu thư, thì sẽ lấy được tư cách vào sâu thời trang thôi. Đúng đấy, ha ha ha, Tử Huyên, em giỏi quá đi mất. Đương nhiên rồi. Con nhỏ nhà quê này có đồ đẹp thế, chỉ khi vứt hết đống đồ này, mới xóa được hết dấu vết của Khương Lê. Văn Tường. Tử Huyên, con đúng là ngôi sao may mắn của nhà họ Lục gì đó. Đợi Lục Thị đánh vào thị trường Giang Thành, thì còn phải lo về doanh số sao? Ha ha ha, đây đều là những chuyện con nên làm ạ. Dù sao thì con với anh Sùng Cảnh chỉ thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn nữa thôi. Đúng đấy, Sùng Cảnh, bao giờ em đi đăng ký với Tử Huyên vậy? Không thể để con ra đời rồi còn không lên được hộ khẩu chứ. Đúng đấy, để thời gian nữa rồi tính. Còn nữa, tôi cảnh cáo các người, đừng gây khó dễ cho Khương Lê nữa. Anh Dùng Cảnh làm sao vậy? Sao bỗng dưng lại để tâm đến con khốn đó? Không được, mình không cho phép. Này, Dùng Cảnh, anh đứng bên kia, em chụp ảnh cho anh. Anh đứng bên kia, em chụp ảnh cho anh. Khương Lê. Khương Lê. Tôi làm sao hả? Tôi toàn tâm toàn ý yêu anh 3 năm. Hầu hạ cả nhà anh. Bao nhiêu lần người nhà anh sỉ nhục tôi cũng nhịn hết. Thế mà anh lại đi ngoại tình. Thì ra 3 năm kết hôn với mình, cô ấy vẫn luôn sống những ngày tháng thế này. Xin lỗi hai vị, hôm nay là tiệc riêng của cô Văn, không có thiệp mời thì không được vào, chúng tôi có chứ. Ồ, xin lỗi, mời hai vị. Đây không phải là sếp Lục, Lục Dùng Cảnh à, người bên ngoài đẹp hơn trên ảnh gấp trăm lần ấy. Anh ta không ăn ảnh thế cơ à, cô gái đi bên cạnh anh ta là ai? May mắn đến cỡ nào mới được làm bạn cặp với sếp Lục chứ? Bạn cặp gì? Tôi nghe nói sếp Lục đã kết hôn rồi. Chắc là vợ anh ấy đấy. Oh my god. Anh bạn có đùa tôi không? Chào, đây là cô Khương mà. Lẻn được vào tận đây, chắc khổ sở lắm nhỉ. Đúng là khổ sở. Khách hứa tới tham gia tiệc rượu hôm nay đều là những người rất có duyên với cô Văn Tường hoặc là nhãn hàng. Không phải là ngôi sao mới trong giới thiết kế thì cũng là ông lớn trong ngành thời trang, không thì cũng là khách siêu VIP của nhãn hàng. Xin hỏi cô Mạnh, cô thuộc tiếp nào? Tôi, cô không phải. Sếp Lục cũng không. Thế hai người tới được đây cũng khó khăn lắm nhỉ. Cô, anh Dùng Cảnh có thân phận gì? Tôi nghĩ mọi người ở đây đều hiểu rõ nhỉ. Chủ tịch của tập đoàn Lục Thị muốn tới dự tiệc. Tôi nghĩ chắc cô Văn Tường sẽ không từ chối. Vốn là không. Nhưng bây giờ thì chưa chắc. Nói làm nhảm nhiều vậy. Thì tôi cũng muốn hỏi cô Khương, cô có thân phận gì? Khách quý hay là ông lớn trong ngành thời trang, đều không phải. Ăn mặc loè loẹt thì có ích gì? Một con thợ may nhà quê, bán sắc để bám lấy quyền quý. Cô Văn Tường ghét nhất loại người đạo đức bại hoại thế này. Được rồi,
Đừng nói nữa, thiên kim của Khương thị sắp tới rồi. Đừng để lại ấn tượng không tốt, cô gái khí chất xuất chúng như thế, thật sự xuất thân từ nhà quê sao, hoàn toàn không nhìn ra chút nhà quê nào. Nếu sự thật là vậy, thì sao cô ta lại có tư cách vào được đây? Anh Sùng Cảnh, em muốn đối xử lịch sự. Nhưng, cô Khương vốn đã có thành kiến với chúng ta rồi. Với cả, em nói không đúng sao? Cô Văn Tường đã tới. Anh Sùng Cảnh, cơ hội tới rồi. Sư phụ, sao cô tới mà không nói em tiếng nào cả vậy? Sư phụ hả? Sư phụ sao? Sư phụ, sao cô tới mà không nói em tiếng nào cả vậy? Sư phụ thì sư phụ, sao nghe em nói nghiêm túc vậy? Bớt bớt nghiêm túc đi, cô mới hơn 20 tuổi thôi. Phụ nữ, vĩnh viễn 18 thanh xuân nhé. Thì tại trong lòng em, cô là nhất. Em rất tôn trọng nên ngữ điệu hơi long trọng. Cô là ai? Chào cô Văn, tôi là thiên kim của tập đoàn Mạnh Thị, tôi tên là Mạnh Tử Huyên. Sao tôi không nhớ trong danh sách khách mời của tôi, có tên Mạnh Tử Huyên nhỉ? Tôi không biết cô lấy được thiệp mời từ đâu, nhưng đúng là tôi không mời cô. Hôm nay là tiệc rượu tư nhân, không mời khách ngoài. Mời cô lập tức rời đi. Cô Văn, bọn tôi mạo muội tới đây, mong cô lượng thứ. Nghe nói, thiên kim của Khương Thị sẽ xuất hiện ở buổi tiệc hôm nay của cô. Không biết cô có thể giới thiệu giúp tôi không? Bảo anh ta cút đi, mau. Ok, cứ giao cho em. Sếp Lục đã nói vậy. Tôi đuổi khách thì hơi nhỏ nhen. Thế sếp Lục, anh cứ ở lại đi. Gì cơ? Chỉ là tên cặn bã, em nhìn nhiều không sợ buồn ói hả? Cảm ơn, anh có thể ở lại. Còn về cô Mạnh này, mời cô đi giúp. Sao lại đuổi tôi đi? Tôi là vợ chưa cưới của sếp Lục, trong bụng tôi còn có con của anh ấy nữa. Cô không nói thì tôi không nhìn ra đâu đấy. Cô tôi giữ sếp Lục lại là vì sếp Lục trông đẹp trai, có gu ăn mặc phù hợp với bữa tiệc hôm nay của chúng tôi. Còn trang phục của cô Mạnh, tôi thật sự không nhìn nổi. Hoàn toàn không hòa nhập với gu ăn mặc của mọi người ở đây. Thế nên mời cô đi cho. Đồ đệ này của mình gì cũng tốt, chỉ là nhìn thấy trai đẹp thì sáng mắt. Đúng là đồ mê trai. Cô Văn, tuy bọn tôi có hơi đường đột nhưng không hề có ác ý. Cô nói như vậy thì hơi quá rồi. Quá hả? Vợ chưa cưới của anh đứng trước mặt bao nhiêu người móc mỉa sư phụ của tôi. Tôi chưa đánh đuổi cô ta ra ngoài là đã nể mặt Lục thị lắm rồi. A Tường, bỏ đi, đã tới thì là khách, đừng làm mất hòa khí. Tôi không hề để bụng lời cô Mạnh vừa nói. Nhưng cô ta nói cũng đúng. Đúng là xuất thân của tôi không cao. Câu nào cũng thật hết, không cần phải truy cứu nữa. Sư phụ, em còn việc phải giải quyết. Em đi chút nhé. Em đi đi, sư phụ em, có phải con nít đâu. Đã ly hôn với anh Sùng Cảnh rồi, sao cô vẫn mặt dày chạy tới trước mặt anh Sùng Cảnh thế hả? Nhưng mà, cô có cố gắng thế nào cũng vô dụng thôi. Vì anh Sùng Cảnh đã nói rồi, chỉ có đứa con trong bụng tôi mới được thừa kế tập đoàn Lục Thị. Còn đứa con hoang của cô thì chỉ có thể phá bỏ. Cô dám đánh Triệu. Đứa con là giới hạn của tôi, cô mà còn độc mồm thì không chỉ đơn giản là hai cái tát đâu. Chẳng trách bây giờ cô lại tự tin đến vậy. Thì ra là được Khương đại thiếu gia yêu thương. Vòng tay 5 triệu tệ này, không phải ai muốn tặng là tặng được đâu. Anh Sùng Cảnh của cô thiếu gì tiền? Sao nào anh ta không tặng cô hả? Hai người đang làm gì vậy? Anh Sùng Cảnh, em đau quá. Lại nữa rồi, nhỏ trà xanh lâu năm Mạnh Tử Huyên này. Vừa gặp ly nước nóng Lục Sùng Cảnh này thì mùi trà xanh tỏa ra nồng nặc ngay, anh Sùng Cảnh. Cô Khương, muốn hại chết con của mình.
Cô ta nghĩ cô ta đã mất con rồi, thì muốn chúng ta cũng mất. Con gì? To rồi. Không phải anh bảo tôi phá à? Diễn gì chứ? Tôi hỏi cô, con gì? Con gì là con gì? Anh làm tôi đau rồi. Cô Mạnh, cô bị điên thì đi chữa đi. Cô có chắc vừa nãy tôi đã đẩy cô không? Không lẽ tự tôi ngã ra đất à? Ai biết đâu được. Dù sao trông cô ốm yếu như sắp chết ấy, nói không chừng cơn gió độc nào đó thổi ngã cô thì sao? Cô dám chủ tôi chết hả? Vừa nãy rõ ràng là tôi đang đi tới thì cô đẩy tôi một cái. Dám làm không dám nhận. Cô Mạnh, bây giờ là xã hội pháp luật, ở đâu cũng có camera hết. Cô đừng cắn cản. Một khi tôi tìm được chứng cứ, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng đó. Cô Khương, tôi biết cô vẫn luôn tức giận vì anh Sùng Cảnh mãi không quên được tôi, nhưng đây là vòng ngọc gia truyền của nhà tôi. Đầu tiên thì tôi không giận nhé. Tôi phải cảm ơn cô. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi thoát khỏi bể khổ. Từ nay không còn phải làm oán phụ ở mãi trong nhà, chờ đợi từ sáng đến đêm nữa. Thứ hai, nếu vòng ngọc này thật sự là đồ gia truyền nhà cô, thì cô phải cảm ơn tôi đấy. Là đồ giả, sao cơ? Trong này có đồ keo, mang thường xuyên không tốt cho sức khỏe. Độc tố này sẽ thấm vào da, ảnh hưởng tới hệ thống tuần hoàn máu. Xếp Lục, tốt xấu gì người ta cũng theo anh. Anh cũng nên sắm cho người ta vài món trang sức ra hồn chứ. Vậy đi, trên bàn trang điểm của tôi ở nhà họ Lục còn một con cóc ngọc. Nếu cô không để bụng, thì đem đi làm thành vài cái vòng mà đeo. Anh Sùng Cảnh, đồ của anh. Mạnh Tử Huyên, không phải vừa nãy cô muốn tìm Khương đại tiểu thư à? Sao vậy? Chính chủ đứng trước mặt cô. Cô không nhận ra à? Cô nói cô là Khương đại tiểu thư à? Khương đại tiểu thư người ta có thân phận tôn quý cỡ nào? Loại nhà quê như cô xứng không? Tin hay không thì tùy. Tôi bận lắm. Mời cô nhường đường, Khương Lê. Cô có diễn thế nào cũng không che đậy được mùi nghèo trên người cô. Anh Sùng Cảnh, em thật sự không cố ý đâu. Anh không sao chứ? Là Văn Tường, nếu mình có thể giúp anh Sùng Cảnh lấy được tư cách vào Sâu Thời Trang, thì chắc là anh ấy sẽ tha thứ cho mình nhỉ? Anh Sùng Cảnh, chúng ta mau sang gặp cô ấy, rồi nói với cô ấy. Anh là chủ tịch của Lục Thị, thân phận tôn quý, tạo chút áp lực cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý. Cô Văn, có gì thì chúng ta nói thẳng vào vấn đề luôn nhé. Chỉ cần cô giới thiệu cho chúng tôi gặp Khương đại tiểu thư, thì tiền chỉ là chuyện nhỏ. Có yêu cầu gì thì cô cứ nói. Tiền là chuyện nhỏ. Cô Mạnh, không hổ là phu nhân tương lai của chủ tịch Lục Thị nhỉ. Mạnh mồm quá. 100 triệu, tôi sẽ suy nghĩ. 100 triệu, đắt quá vậy. Ha. Không phải tiền là chuyện nhỏ à? 100 triệu, đã dọa phu nhân tương lai của chủ tịch tập đoàn Lục Thị sợ rồi à? Được. 100 triệu anh được nhưng tôi thì không. Sư phụ tôi rộng lượng không chấp, tha thứ cho anh còn tôi thì không. Tôi sẽ không giới thiệu giúp anh đâu, về đi. Hừ. Anh Sùng Cảnh, anh nói xem có phải Khương Lê đã nói gì với cô ấy không? Thế nên cô ấy mới có thành kiến với mình như vậy, có gì không hài lòng thì cô ta có thể nhằm vào em à? Sao lại sai khiến mấy người không hiểu nội tình như vậy được? Đợi tiệc rượu kết thúc, tôi sẽ đi bàn bạc với Khương Lê, nhờ cô ấy thuyết phục Văn Tường. Anh Sùng Cảnh, Khương Lê sẽ không giúp anh đâu. Khương Lê sẽ không giúp anh đâu. Vô cùng cảm ơn mọi người đã tranh thủ thời gian tới tham gia tiệc rượu tư nhân của cô Văn Tường. Hôm nay cũng vô cùng vinh hạnh mời được vũ công hàng đầu thế giới, cô Khương Lê, thiên kim nhà họ Khương. Tiếp theo xin mời cô ấy bắt đầu màn biểu diễn đặc sắc của mình. Ôi trời ạ! Cô Khương không chỉ có gia thế tốt mà còn là vũ công hàng đầu thế giới. Người ưu tú cỡ nào mới cưới được cô ấy? Vừa đẹp vừa cuốn hút, gợi cảm, thoát
thoát tục. Tuy cử chỉ của họ thân mật, nhưng kỹ năng nhảy tinh tế không hề nhiễm chút sắc dục nào, hoàn toàn là kỹ thuật cấp cao. Đỉnh quá rồi. Trông quen quá. Sao lại giống? Khương Lê. Cảm ơn mọi người. Không ngờ Khương Lê lại là thiên kim nhà họ Khương. Cô là thiên kim nhà họ Khương, sao không nói với tôi? Hôm nay thiên kim nhà họ Khương bị bệnh, nhờ sư phụ tôi đi tiệc thay, không được à? Mình bảo mà, sao cô ta có thể là thiên kim nhà họ Khương được chứ? Mặc vào đi. Lục Sùng Cảnh, anh thần kinh cái gì? Anh bảo tôi mặc áo của anh á? Anh cố tình làm tôi buồn nôn đúng không, cô? Văn Tường, con ra kia đợi cô nhé. Vâng ạ. Tôi biết, anh thích cái con đàn bà trà xanh thích tỏ vẻ ngoan ngoãn, như Mạnh Tử Huyên, nhưng tiếc rằng tôi không như vậy. Với lại, chúng ta ly hôn rồi. Con vợ cũ như tôi muốn làm gì? Thì liên quan gì đến anh chứ? Khương Lê. Cô rời khỏi tôi cái giờ cô đồi bại như vậy sao? Cô nhảy cũng được, nhưng tại sao cô? Tại sao cô lại mặc thế nào? Cô không thấy xấu hổ à? Còn thằng đàn ông kia, nó chạm vào cô như vậy. Sếp Lục này, có phải anh thích tôi không thế? Có phải anh thích tôi không thế? Cô nói vớ vẩn gì thế? Anh đã không thích anh. Nhà anh cũng có phải ở ngoài biển đâu. Sao anh quản nhiều chuyện thế? Lục Sùng Cảnh, mặt mũi là một thứ mà ai cũng phải có. Ra ngoài đường thì đừng quên ở nhà, đừng bám lấy tôi nữa, cút về tìm vợ chưa cưới của anh đi. Khương Lê, cô tức giận gì? Thì cứ tìm tôi này. Nhưng cô mượn dao giết người, thì cô hèn hạ quá đấy. Mượn dao giết người hả? Lần này chúng tôi đến đây là muốn nhờ cô Văn Bắc Cầu giúp tôi làm quen thiên kim nhà họ Khương. Cô không giúp thì thôi, còn làm khó tôi. Cô dám nói cô không giở trò trong chuyện này không? Cô dám nói cô không nhân cơ hội này để trả thù tôi không? Từ đầu đến giờ chưa bao giờ tôi có ý định trả thù anh. Anh đừng nói là cưới một Mạnh Tử Huyên. Anh có tìm thêm 8, 10 cô nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Bởi vì tôi thấy điều không đáng để tôi làm nhất trong cuộc đời này chính là hận anh, cô. Với lại, Văn Tường luôn là người có nguyên tắc. Tôi cũng không đến mức mang một người bạn ra để trả thù một người thứ ba. Anh cả. Sư phụ, Khương Khương, anh xin lỗi nhé, anh hơi nhiều việc, không sao. Cậu ta không làm khó anh chứ? Không có, sư phụ, cô là đại tiểu thư nhà họ Khương còn gì, tại sao không nói với bọn họ? Nếu để à họ Mạnh kia biết, thì có mà cô ta bám đít cô nịnh hót không rời, con hỏi cô cả 180 lần rồi. Sắp thành niệm chú kim cô rồi đấy. Cô không nói với cô ta, là vì, nếu như cô nói với nhà họ Lục, cô là đại tiểu thư nhà họ Khương, thì chắc chắn bọn họ bám cô mãi không tha. Đi thôi, chúng ta về thôi. Người anh em, buổi đấu giá từ thiện vài ngày nữa, cậu mang một bức tượng Phật đến đó cho buổi tiệc sôi động hơn được không? Lần này có nhiều đồ tốt lắm. Không đi. Ấy ấy, cậu đừng vội từ chối. Tôi nhớ sắp đến lễ mừng thọ 80 tuổi của Lục lão gia rồi, cậu chưa chuẩn bị quà gì đúng không? Chỗ tôi có một bảo vật, đảm bảo ông của cậu sẽ thích, gửi địa chỉ cho tôi đi. Cái dây chuyền này đẹp thật đấy, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Đây là dây chuyền trái tim đỏ cháy mà Sùng Cảnh tặng cho con. Mẹ, mẹ định mang nó đi đâu thế? Bán, sao cơ? Trang sức Ellie của chúng ta bị nhà họ Khương phá rồi. Mấy hôm tới, chúng ta buộc phải tham gia buổi đấu giá từ thiện, để mọi người đánh giá tốt về chúng ta. Huống hồ, Lục lão gia cũng sắp mừng thọ rồi. Không lẽ, con không muốn sớm được ông ấy công nhận sao? Anh Sùng Cảnh, anh dậy rồi hả? Em thấy anh ngủ quên.
toát hết mồ hôi. Nên em cởi áo cho anh. Anh không để bụng chứ? Sau này không phải làm vậy đâu, không người khác lại hiểu nhầm. Dây chuyền ở đâu ra thế? Em lấy ở trong áo khoác của anh. Anh sùng cảnh, em thích cái dây chuyền này lắm. Cảm ơn anh. Em biết bao năm nay, lúc nào anh cũng yêu em. Nếu không, anh cũng sẽ không tận tình chăm sóc em với con như vậy. Tại sao tôi chăm sóc cô? Trong lòng cô rõ mà. Cô ra ngoài đi. Lỡ như bị anh Sùng Cảnh phát hiện ra thì phải làm sao? Cậu ta phát hiện ra thì làm sao? Tài sản sếp Lục có phải mỗi cái dây chuyền này đâu. Với lại, sếp Lục cũng không phải người nhỏ mọn. Nhưng mà, ôi trời! Tử Huyên, đợi con gả cho sếp Lục, con muốn gì mà chẳng có, con phải nhìn xa ra. Khương Khương, đoán xem, anh phát hiện ra thứ gì ở cửa hàng cầm đồ nhà mình? Gì thế? Mẹ Mạnh Tử Huyên mang một món trang sức đến cửa hàng chúng ta bán. Đúng là nhà họ Mạnh đang thiếu tiền. Chỉ có một tí thôi là phá sản rồi. Nhìn đi. Lục Sùng Cảnh, tôi còn tưởng anh định tặng tôi cái dây chuyền này. Nhưng hóa ra là tôi tự nghĩ linh tinh. Bây giờ hay rồi. Tình cảm cháy bỏng của anh cũng bị Mạnh Tử Huyên bán đi rồi. Em rất muốn biết. Lục Sùng Cảnh mà biết, anh ta sẽ thấy thế nào? Em nói gì cơ? Không có gì ạ. Là nhà họ Mạnh không biết nhìn hàng, giá cái dây chuyền này ít nhất cũng 8 chữ số. Mà bọn họ bán 7 triệu tệ, chúng ta hời rồi, à. Khương Khương, còn một chuyện nữa, cuối tuần này có một buổi đấu giá từ thiện, em đi thay anh nhé. Anh thấy cái ghế gỗ xưa ấy cũng khá được. Khoảng 100 triệu tệ đó. Em sao? Em đến đó với tư cách gì chứ? Bạn gái của chủ tịch tập đoàn HG Khương Hạo à? Cũng có thể là tổng giám đốc của tập đoàn HG. Em về một thời gian rồi, em cũng nên đi làm vài việc đi. Lần này là show thời trang do nhà họ Khương chúng ta tổ chức. Anh giao cho em phụ trách toàn quyền. Chỉ cần em làm tốt, thì vị trí tổng giám đốc tập đoàn HG sẽ là của em. Nữ tử tay nắm binh phù. Ai nói đàn bà không bằng đàn ông, vị trí tổng giám đốc này cứ để em làm. Nhưng mà anh này, anh chỉ cho em mang có 100 triệu tệ đến buổi đấu giá. Hình như hơi ít đấy. Lỡ như em cũng muốn mua đồ thì sao? Thích thì cứ đấu giá, anh bao em. Phải đấy, nhà họ Khương chúng ta có một truyền thống. Cứ đồ nào mang ra đấu giá thì phải đấu giá hết. Không được để lại cho người khác. Em biết rồi, gia huấn của lão Khương còn gì. Đi đường của người khác, cho người khác không còn đường để đi. Nhớ nhé, nhớ mang cái ghế kia đến buổi đấu giá nhé. Phải mang chứ. Em chuẩn bị xong rồi. Sếp An đến rồi kìa, nhìn kìa, sếp An, nói gì đi sếp An ơi, nói gì đi ạ? Chào mừng mọi người đến với đêm hội đấu giá từ thiện do tập đoàn An Thị tổ chức. Toàn bộ số tiền được đấu giá trong ngày hôm nay sẽ được quyên tặng cho hội chữ thập đỏ. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia. Đêm hội hôm nay, sếp Lục cũng đến, tại sao lại không đi cùng cô Mạnh thế nhỉ? Hình như hai người chưa đi cùng nhau bao giờ, có phải để tránh hiểm nghi không? Tránh hiểm nghi á? Tránh hiểm nghi gì chứ? Sếp Lục mà đến, chắc chắn sẽ đi cùng con gái tôi. Nhưng tất cả chúng tôi đều nhìn thấy sếp Lục vào trong trước rồi mà. Này, vợ chưa cưới của cậu với mẹ vợ tương lai của cậu đến rồi đó. Có đi xem không? Mấy vật đấu giá đêm nay, cậu có muốn lấy thứ gì không? Ghế gỗ xưa đời nhà mình. Này, tinh mắt nha. Đây chính là món quà tôi bảo hợp để tặng quà mừng thọ cho ông đấy. Hay là tôi cơ cấu cho cậu tí nhé. Không cần đâu. Đêm hội đấu giá từ thiện, quan trọng là để từ thiện. Nếu có duyên với tôi, nó sẽ vào tay tôi. Không có duyên mà cưỡng cầu, thì sẽ mất đi niềm vui của việc đấu giá. Được rồi, được rồi. Cậu có nguyên tắc. Tiêu phu nhân, cái túi này đẹp quá. Con dâu tương lai của tôi tặng đấy. Ôi trời, tất nhiên là đẹp rồi. Nhìn cái đã biết giá không rẻ. Chào mọi người. Tử Huyên, hôm nay cô xinh quá. Xinh quá. Hôm nay cô xinh quá. Ôi trời. Thật sự không ngờ lại gặp cô ở chỗ thế này. Hoạt động từ thiện này đúng là
bao dung nhiều người thật. Chuyện bà chưa gặp trên đời này còn nhiều lắm. Có những chuyện, bà thấy bất ngờ không phải nó không hợp lý, mà là bà nên mở mang tầm mắt đi, hừ. Bây giờ cô Khương đây, bám được lên một cành cao hơn, nên giờ khác xưa rồi. Trước đây, có bao giờ thấy cô ăn nói mạnh mồm như vậy đâu, chẳng qua là tôi cư xử, ăn nói phù hợp với những người tôi gặp thôi. Chứ liên quan gì đến chuyện tôi bám vào ai cô Khương này. Cô xuất hiện ở đây, đúng là không thích hợp. Chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Chắc cô cũng không muốn mọi người ở đây biết chuyện cô xen vào tình cảm của Tử Huyên với Dùng Cảnh đâu nhỉ? Ha ha. Tôi xen vào tình cảm của bọn họ á? Lý phu nhân này, đầu bà đúng là dở tệ, giống hệt trang của tập đoàn Mạnh Thị thiết kế ra. Cô, mọi người nhìn cho rõ nhé. Tôi còn chưa ly hôn với sếp Lục đâu, ai kia đã không chịu nổi, định đi cướp chồng tôi rồi. Ai là người thứ ba? Ai không nên xuất hiện ở đây? Mọi người tự biết mà. Các cô thích gì thế? Tôi thích bức tranh sơn thủy kia. Còn tôi thích viên kim cương hồng kia. Sếp Lục đẹp trai thật, đúng là anh chồng quốc dân mà. Bảo sao thiên kim nhà họ lại si mê anh ấy như vậy, sao cơ? Cái nhà họ Mạnh bán trang phục với trang sức kém chất lượng á, cái nhà bé tí đó còn không đủ tuổi để xách dép cho tôi, vậy mà cũng đòi thích sếp Lục á, nghe nói. Sếp Lục với vợ cũ ly hôn là vì cô ta đấy. Cô vợ cũ đáng thương thật. Cái thứ yểu điệu màu mè như Mạnh Tử Huyên, tôi đảm bảo, không đến 2 năm là sếp Lục sẽ đá cô ta. Ha ha. A Cảnh này, tôi thật sự không biết làm sao, vị trí kia là ông của tôi để dành trước, nên tôi không dám vớ vẩn. Ấy, mẹ, anh Dùng Cảnh ngồi ở hàng một kìa, ra ngồi cạnh anh ấy đi. Ấy, cô Mạnh, thật ngại quá, tất cả vị trí ở đây đều được xếp chỗ trước rồi. Cô không được tự ý vào ngồi. Không được sao? Sao anh dám cản tôi? Các anh biết tôi là ai không? Biết ạ, cô là bạn gái của sếp Lục. Nhưng mà, tất cả vị trí hôm nay đều do chủ tịch của tập đoàn An Thị chúng tôi đích thân sắp xếp, dù cô là vợ của anh ấy, cũng không phải ngoại lệ. Được rồi, một chỗ ngồi thôi mà, đừng để mất mặt. Chúng tôi ra đằng sau ngồi là được chứ gì, tránh ra. Ấy, sao sếp Khương chưa đến nhỉ? Có phải không đến không? Ôi má ơi, thiên kim nhà ai thế? Thần thái thật. Cô gái xinh đẹp thế này, phải đi cùng An Trạch Vũ này mới phải, đừng có để ý đến cô ta. Cô ta là vợ tôi. Sao cơ, sắp thành vợ cũ rồi. Cô ấy chính là cô vợ đầu gỗ, không biết điều của cậu đấy hả? Nhưng mà đại ca này, cậu ngu hay ngu thế? Hả, cô gái này xinh đẹp, thần thái hơn Mạnh Tử Huyên gấp trăm lần. Mẹ, con nhà quê kia, cô ta định ngồi đâu thế? Khương Hạo cho tiểu thư nhà họ Khương tham gia đêm hội thay, đến tôi còn chẳng biết ấy. Chào mừng mọi người đến tham gia buổi đấu giá từ thiện đêm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đấu giá vật phẩm đầu tiên. Văn vật đỉnh cao từ thời nhà Tống, tranh sơn thủy vẽ tay, giá khởi điểm 1 triệu tệ. Hàng giả, bức tranh thật, đang treo ở trong phòng tranh của ông, 1,5 triệu tệ, 2 triệu tệ, 3 triệu tệ, 3 triệu tệ rồi, 5 triệu tệ, 6 triệu tệ, 7 triệu tệ, 8 triệu tệ, 9 triệu tệ, 10 triệu tệ. Mới vật đấu giá đầu tiên thôi, còn chẳng phải thứ gì đáng giá mà đã đấu giá được cái giá này, kiếm rồi, kiếm rồi. Này, A Cảnh, cậu nói xem, tôi nên cảm ơn chị dâu cũ, hay là nên cảm ơn chị dâu hiện tại đây? Tử Huyên, lát nữa Khương Lê ra giá nữa, con đừng theo nữa nhé, 10 triệu tệ nhiều quá đó. 10 triệu tệ, có ai trả giá cao hơn 10 triệu tệ không? 10 triệu tệ lần 1, 10 triệu tệ lần 2, 10 triệu tệ lần 3. Chốt giá. Chúc mừng cô Mạnh của tập đoàn Mạnh Thị. Chúc mừng cô Mạnh của tập đoàn Mạnh Thị đấu giá được bức tranh này. Hạng cô mà cũng đòi tranh với tôi sao? Dù là thứ cô muốn hay là đàn ông của cô thì cô cũng không bao giờ thắng được tôi đâu.
Cô gái này có lai lịch gì vậy? Giàu thật đấy. Giàu thì giàu, nhưng mà chỗ này hơi có vấn đề. Bức tranh này đâu có đáng cái giá cao như vậy. Tôi thấy cô ta bị ngu thì có. Khương Lê, đúng là không thể xem thường cô. Vật đấu giá tiếp theo có một ý nghĩa to lớn, ghế gỗ xưa thời nhà Minh. Bạn tôi ơi, kìa, 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 giá khởi điểm 30 triệu tệ. Bắt đầu trả giá. 60 triệu tệ, 60 triệu tệ, cô gái này trả 60 triệu tệ. Mẹ, con không nghe nhầm chứ? Con nhà quê này, không ngờ nó dám hét giá 60 triệu tệ. Sao nó dám hét cái giá cao vậy nhỉ? Diễn phải không? 70 triệu tệ. 75 triệu tệ. 80 triệu tệ, anh đây trả 80 triệu tệ. A Cảnh, IQ của cậu cao thế mà sao EQ của cậu thấp thế? Cô ta ngồi ở đó, chắc chắn là đang đại diện cho Khương Hảo. Người đang đấu giá với tôi cũng là Khương Hảo. Liên quan gì đến cô ta? 80 triệu tệ lần 1. 80 triệu tệ lần 2. 100 triệu tệ, 100 triệu tệ. Cô gái này trả 100 triệu tệ. 100 triệu tệ lần 1. 100 triệu tệ lần 2. 100 triệu tệ lần 3. Chúc mừng tập đoàn HG, đấu giá thành công chiếc ghế gỗ xưa thời nhà Minh. Vật đấu giá tiếp theo là một món trang sức đẳng cấp do tập đoàn HG quyên tặng, cả thế giới chỉ có một chiếc. Trái tim đỏ cháy. Mẹ, chuyện này là sao vậy? Không phải mẹ bảo mẹ mang cái dây chuyền đó đi bán rồi sao? Sao lại xuất hiện ở buổi đấu giá? Phải đấy, mẹ bán rồi mà. Chuyện này là sao vậy? Giờ phải làm sao đây? Anh Dùng Cảnh ngồi ở chỗ kia. Anh ấy mà nhìn dây chuyền anh ấy tặng con bị bán, thì anh ấy sẽ nghĩ gì về con đây? Anh ấy có giận không đây? Không sao đâu. Cả thế giới không thể nào chỉ có một cái dây chuyền này. Có khi nó chỉ là cái giống hệt thôi thì sao? Cả thế giới chỉ có một mình cái đó thôi. Đấu giá viên nói rồi kìa. Là cái dây chuyền anh Dùng Cảnh tặng con đó. To rồi. Sao cứ thấy mình chơi hơi quá rồi nhỉ? A Cảnh, cậu không sao chứ? Bảo dừng đi. Á, lập tức cho dừng đấu giá. Cái dây chuyền này là của tôi. Khương Lê, thủ đoạn hay lắm. Sỉ nhục tôi đến mức này, cô hài lòng rồi chứ? Mình hơi lo chuyện bao đồng rồi, lần sau không làm vậy nữa. Con chó Khương Lê nhà cô. Có mỗi một câu mà cô chửi đi chửi lại 3 năm nay. Cô rốt văn vậy à? Chắc chắn là cô mang dây chuyền anh Dùng Cảnh tặng tôi đến buổi đấu giá. Sao thủ đoạn của cô lại hèn hạ, bẩn thỉu như vậy? Tôi chỉ muốn làm từ thiện, nên quyên tặng đồ, tôi dùng thủ đoạn gì chứ? Cô Mạnh, cô đừng có ngậm máu phun người. Cảm ơn mọi người đã xem phim trên trang Vita Media. Hãy bấm tua tới 30 giây để xem tiếp bộ phim nhé. Mình xin cảm ơn và xin lỗi về sự bất tiện này. Con khốn, cô đứng lại cho tôi. Cô làm gì vậy? Bỏ ra. Trả cho tôi. Cái này, tôi vừa nhìn đã muốn nó. Nhưng lão già chết tiệt đó cứ muốn cho cô. Không. Mạnh Tử Huyên. Anh Dùng Cảnh. Mạnh Tử Huyên, cô vì muốn vu khống tôi, thực sự không từ thủ đoạn nào. Anh Hai, anh giúp em điều tra một người. Mẹ. Tử Huyên, con gái cưng của mẹ. Tay con làm sao vậy? Ai làm con bị thương như này? Đúng vậy, sao lại như vậy hả, Tử Huyên? Anh Dùng Cảnh, sao lại như vậy?
lúc nãy em đâm phải cô Hương ở nhà vệ sinh. Em chủ động chào hỏi cô ấy, muốn xóa bỏ hiềm khích trước đây với cô ấy, nhưng cô Hương không muốn làm vậy. Sau đó, em muốn rời đi, nhưng cô Hương giữ em lại không cho em đi. Em nhất thời lo lắng, liền rút tay ra. Vòng tay của cô ấy rơi xuống đất bị vỡ. Cô Hương rất tức giận. Em xin lỗi thế nào cũng không được, cho nên cô ấy mới cái gì mà mới. Được lắm, Hương Lê. Cô dám làm bị thương Tử Huyên. Nếu cháu trai tôi có chuyện gì, cô đợi chuông cùng nó đi. Đợi đã, đợi đã, đợi đã. Trong chuyện này, nhất định có hiểu lầm. Không phải cô ta thì còn ai? Lẽ nào là con gái tôi tự cứa tay mình à? Tử Huyên sợ đau nhất. Hương Lê. Có phải cô làm không? Là tôi làm đấy. Thì sao? Muốn báo thù tôi à? Tôi hỏi cô một lần nữa. Là cô làm đúng không? Anh Sùng Cảnh. Anh như vậy là có ý gì? Cô ta đã thừa nhận rồi. Tại sao anh còn muốn xác nhận lại? Sùng Cảnh. Cậu nhìn đi. Sao ban đầu cậu lại cưới một con đàn bà rắn độc như vậy? Con gái tôi còn đang mang thai đó. Cô muốn hại chết con gái tôi à, Khương Lê? Thì ra lúc cô ở nhà họ Lục chúng tôi, không hung bạo đến mức vậy. Ôn nhu, yếu đuối. Không phải người nói chuyện không hợp, liền xuống tay tàn nhẫn. Lục Tây, chị nói những lời này hơi quá đáng rồi. Xin lỗi. Tử Huyên đi. Cô lại dám đánh tôi đánh cô đấy. Tôi nói cho cô biết, cái tát này là vì chiếc vòng tay. Đây là ông nội tặng tôi đó. Cô có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, cô chút giận lên đầu của tôi thì có bản lĩnh gì? Khương Lê. Cô quá đáng rồi, cô ấy là bà bầu đó. Các người nghe đây. Từ hôm nay trở đi, tôi và Mạnh Tử Huyên không đội trời chung. Nếu tôi nuốt lời, giống như chiếc vòng tay này. Cô Khương. Tay cô chảy máu rồi. Cô Khương. Tay cô bị thương nặng. Chúng ta đến bệnh viện trước. Đợi đã. Có phải cô còn nợ một lời xin lỗi không? Không phải chị gái này làm đâu. Con nhỏ này chui đâu ra vậy? Nói vớ vẩn gì thế? Vừa nãy ở nhà vệ sinh chỉ có cô ta và Tử Huyên. Không phải cô ta làm, thì ai làm? Không, không phải chị ấy, không phải chị ấy. Ở đây không có chuyện của mày, ra chỗ khác chơi. Anh ơi, không phải chị đẹp làm đâu. Sao em lại nói như vậy? Em nhìn thấy. Lúc đó em cũng ở trong nhà vệ sinh. Em nhìn thấy hết. Em nhìn thấy. Cô ta với chị đẹp cãi nhau. Chị đẹp muốn đi, cô ta không cho chị đẹp đi. Con tháo vòng của chị đẹp ra. Sau đó, chiếc vòng bị vỡ. Cô ta hét lớn chạy ra ngoài. Nhưng chị đẹp không có đụng vào cô ta. Em nhìn thấy rất rõ. Anh Sùng Cảnh. Nó chỉ là một đứa trẻ. Đầu óc có vấn đề. Con bé nhất định đã nhìn nhầm rồi. Đúng, đúng, đúng. Não có vấn đề à? Tôi thấy cô bé đã nói rất rõ ràng về nguyên căn hậu quả. Khương Lê không làm hại em. Đúng không? Cho nên em đang vu khống cô ấy. Không phải đâu. Không phải đâu. Không phải. Này Tử Huyên. Tử Huyên, con sao vậy? Tử Huyên. Anh Sùng Cảnh. Anh có chuyện muốn hỏi em. Sùng Cảnh, Tử Huyên vừa hôn mê tỉnh lại. Bây giờ, không thể động đến thai khí. Con có chuyện gì, sau này rồi nói. Có những chuyện. Bây giờ phải hỏi cho rõ. Sếp Lục, đều là do tôi làm mẹ nhất thời hồ đồ. Là mẹ sai rồi. Mẹ. Mẹ quá đáng rồi. Đó là chiếc vòng cổ con yêu thích nhất. Sao mẹ có thể lấy đi chứ? Không phải tôi hỏi chuyện này. Anh Sùng Cảnh. Anh đang nghi ngờ em. Gài bẫy mưu hại Khương Lê, đúng không? Tình bạn từ nhỏ đến bây giờ. Em chẳng hơn gì người vợ cũ lừa dối tình cảm của anh, đúng không? Trẻ con không biết nói dối. Con bé nói không thấy Khương Lê đụng vào em. Nó mới bao nhiêu tuổi chứ, năng lực diễn đạt cũng kém. Hơn nữa, lúc đó nó đang đứng ở góc nào? Có nhìn rõ hay không, cũng là một câu hỏi. Mẹ khoan hãng nói.
trả lời anh. Rốt cuộc tại sao em làm như vậy? Em không có. Không phải em. Anh từng nói, đừng có tìm Khương Lê gây chuyện nữa. Em không hiểu phải không? Không phải, anh Sùng Cảnh. Tử Huyên, Tử Huyên, Tử Huyên. Mau đứng dậy, mau đứng dậy. Khương Lê, tôi sẽ không tha cho cô. Không đội trời chung đúng không? Tôi cũng có ý định như vậy. Khương Lê, lẽ nào tôi thực sự sai rồi sao? Nhưng quan hệ của cô và Khương Hạo. Cậu chủ, thứ này nhặt được ngoài cửa, nói là quà tặng phu nhân. Vứt nó đi. Vâng. Đôi khi tôi cảm thấy mình cứ như đang cùng cậu nuôi tình nhân ở bên ngoài ấy. Cậu chưa từng bị coi thường trước mặt con gái à? Tất nhiên rồi. Tôi thấy cậu khá hèn trước mặt Khương Lê. Quan trọng là, trước mặt chị dâu quá ưu tú, tôi khó kiềm chế bản thân, tôi thấy cậu muốn ăn đòn rồi. A Cảnh à, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Tại sao nhất thiết là Mạnh Tử Huyên? Hôm nay cậu không thấy à? Cậu không thấy mấy cô gái đó sắp ăn tươi nuốt sống cô Khương luôn à? Thực ra tôi và Mạnh Tử Huyên đã sớm kết thúc rồi. Đứa bé đó cũng không phải của tôi, là của một người anh em cũ của tôi. Tôi không muốn những rắc rối không cần thiết, nên mới nhận vơ đứa trẻ này là của tôi. Con người cậu đúng là cứng đầu. Đã nhận định người nào, chuyện gì không ai lay chuyển được cậu cả. Tại sao Khương Lê lại thừa nhận chuyện đó? Tại sao cô ấy không giải thích? Chắc là không quan tâm rồi. Cậu xem đi, cậu xem đi. Hậu cung hơi bận. Hôm nay có chuyện, đi trước nhé, cậu nhớ về sớm nhé. Không quan tâm cái gì. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Khương Lê không muốn liên lạc với mình vậy sao? Sếp Hương, tôi tìm Khương Lê, có chuyện muốn hỏi cô ấy. Khương Lê bây giờ đang bận. Vậy lúc nào cô ấy rảnh? Đối với cậu thì không khi nào rảnh. Những chuyện xảy ra ở buổi đấu giá từ thiện, tôi đã biết hết rồi. Chuyện đó, cậu nhớ kỹ, giới hạn duy nhất của tôi là Khương Lê. Đây là lần cuối tôi nhắc nhở cậu. Trông chừng vợ chưa cưới và người nhà của cậu. Đừng tìm Khương Lê gây chuyện nữa. Còn một lần nữa, liệu hồn với tôi. Khương Lê, tôi không tin, không tìm được cô. Sếp Lục, hay là chúng ta báo cảnh sát? Đúng vậy, chúng ta báo người bị mất tích. Dù sao thì thiếu phu nhân vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với anh. Tìm bà xã của mình là điều đương nhiên. Không tin là chuyện này không làm cô ấy xuất hiện. Cậu mà lại nghĩ ra được cái chuyện tào lao này à? Tôi. Vậy theo anh phải làm sao? Thứ nhất thiếu phu nhân không có điện thoại, thứ hai không có bạn bè, người liên lạc duy nhất là sếp Hương cũng phớt lờ anh. Chuẩn bị xe, đến tập đoàn HG. Ây da, ghế trong phòng làm việc của giám đốc. Có khác. Khương Lê, anh có chuyện muốn nói với em. Tối qua Lục Sùng Cảnh gọi điện thoại cho anh. Ờ. Nhưng anh nói với cậu ấy, không cho cậu ta liên lạc với em nữa. Anh nói rất nghiêm túc, cũng không biết cậu ta nghĩ gì. Làm hay lắm. Xin chào, tôi tìm sếp Hương. Sếp Lục, anh không hẹn trước, không thể vào trong. Sếp Lục, sếp Lục. Sếp Hương, về buổi trình diễn thời trang, tôi muốn bàn bạc với anh. Là Lục Sùng Cảnh à? Không được để anh ta vào đây. Sếp Lục, bây giờ tôi không rảnh, mời anh về cho. Khương Lê, quả nhiên cô ở đây.
Cô chính là giám đốc của HG. Tôi không biết anh Lục đây có sở thích đột nhập trái phép đấy. Trả lời tôi đi, đừng đổi chủ đề. Sếp Lục à, tôi nhớ là anh và Khương Khương cũng đã ly hôn rồi. Bây giờ cô ấy xuất hiện ở đâu? Cô ấy có phải là tổng giám đốc tập đoàn HG hay không? Có vẻ như không liên quan gì tới anh. Sếp Khương đúng là vĩ đại thật. Để cho tình nhân của mình làm tổng giám đốc. Lão giám đốc có biết không nhỉ? Lục Sùng Cảnh, làm sao có thể vĩ đại bằng anh chứ? Nuôi cả trà xanh mà. Bây giờ tôi không có tâm trạng cãi nhau với cô. Đưa số điện thoại mới của cô cho tôi. Để sau này ông nội tìm, tôi còn liên hệ với... Tôi tự biết liên lạc với ông nội. Không cần anh phải lo đâu. Mời đi không tiễn. Cô đừng quên. Vài ngày nữa là tiệc mừng thọ của ông nội. Tốt nhất cô nên kiềm chế bản thân lại. Dòng chữ này, sao mình lại có cảm giác đã nhìn thấy nó trong bộ sưu tập của ông nội? Vài ngày nữa đã là tiệc mừng thọ của ông nội rồi. Ông nội đối xử với mình tốt như vậy, mình phải chuẩn bị thật tốt mới được. Tử Huyên à, sinh nhật ông nội, cô định tặng ông nội món quà thế nào? Thứ tôi tặng, chắc chắn là báu vật. Đó là thứ mà tôi đã có được ở buổi đấu giá lần trước. Tử Huyên đúng là hào phóng. Tôi nghe nói, lần này ông nội mời con bé nhà quê Khương Lê đó đến đây. Cô nói xem cô ta thì có gì tốt chứ? Sao ông nội lại thích cô ta đến vậy chứ? Xem đến lúc đó cô ta có thể tặng ông nội thứ gì. Tử Huyên à. Dì Tiêu ạ. Hôm nay, con chỉ cần biểu hiện thật tốt trước mặt ông nội. Có gì ủng hộ con? Người phụ nữ Khương Lê đó, cô ta không thể làm nên sóng gió gì to tác đâu. Dì Tiêu ạ, có gì ở đây thật là tuyệt. Khương Lê à. Cô đến đây bằng thân phận nào vậy? Đương nhiên là đến đây bằng thân phận cháu gái ngoan của ông nội rồi. Để tôi xem. Ai trong các người dám bắt nạt cháu gái Khương Khương yêu quý của tôi? Ông nội à, để Tử Huyên dìu ông. Sùng Cảnh, Khương Khương. Đến đây, dìu ông nội đi. Ông nội, chúng con ly hôn rồi. Làm vậy không được đâu ạ. Đúng đấy bố. Khương Lê vừa mới rời khỏi nhà của chúng ta, đã được sếp Khương của tập đoàn HG đón đi rồi. Người ta đã có tình yêu mới rồi. Bố à, bố đừng ép hai đứa nó nữa. Cháu ngoan à, lẽ nào con và Khương đại thiếu gia, thay vì cứ dây dưa với Lục Sùng Cảnh, hay là lấy anh mình ra làm lá chắn vậy? Ông nội à, ông đừng trách Khương Khương. Cô ấy không nợ con gì cả. Bây giờ cô ấy có thể ở bên sếp Khương. Con chân thành chúc phúc cho cô ấy. Phí lời. Con không chúc phúc thì con có thể làm gì? Ông bảo con theo đuổi con bé, con có thể làm được không? Ây da, con đấy, không có được cái phúc như cậu thiếu gia nhà họ Khương đó. Có được cô gái tốt như vậy làm vợ. Ông nội à, con xin lỗi vì đã giấu ông. Không sao, không sao. Con ngoan à, ông nội chỉ hy vọng con được hạnh phúc. Ông nội, ông nội à, hôm nay là ngày trọng đại của ông. Hay là ông nội mở quà mà chúng con chuẩn bị cho ông trước. Được, đúng, đúng, mở quà thôi, mở quà thôi. Ông nội, đây là quà con đã chuẩn bị cho ông. Bố à, Tử Huyên biết bố thích tranh cổ. Vậy nên, con bé đặc biệt mua bức tranh từ thời nhà Tống từ buổi đấu giá, mang đến đây tặng bố đấy. Được, bút tích thời Tống, thú vị đấy. Cũng có tâm. Đây, mà là bút tích thời Tống sao? Hình như là hàng nhái rồi. Cô đùa cái gì vậy hả? Tôi đã bỏ ra 10 triệu tệ mua nó từ nước ngoài về đấy. Sao có thể là hàng nhái được? 10 triệu tệ. Bức tranh này cũng lắm có giá 1 triệu tệ thôi. Hơn nữa bức tranh đó không thể có hàng nhái được. Bức tranh của cô nhìn là biết bắt trước, tay nghề kém rồi. Bản thân cô không có mắt nhìn đồ thì đừng có trách người ta. Khương Lê, cô có ý gì chứ? Rõ ràng lúc đó cô cũng muốn mua bức tranh này. Nếu nó thực sự là hàng nhái, tại sao cô lại muốn tranh với tôi? Tôi hiểu rồi. Nhất định là do cô đã có âm mưu với tôi. Nếu cô không khích tôi, sao tôi có thể bỏ ra 10 triệu tệ để mua bức tranh nhái lại chứ? Tất cả đều tại cô. Tôi dụ cô sao? Cô nói bậy bạ gì vậy? Tôi dụ dỗ cô mua hồi nào? Nếu như cô không thực sự muốn mua, thì tại sao cô lại không tranh với tôi? Hóa ra là cô không thực sự muốn mua, cô chỉ muốn lừa tôi thôi. Mạnh tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Lúc đó tôi là người ra giá đầu tiên, chuyện này hoàn toàn là thật.
Sếp Lục cũng có thể làm chứng cho tôi. Lúc đó tôi đã tăng giá. Đầu tiên là tôi muốn dùng chút tiền đóng góp cho quỹ từ thiện. Thứ hai là trong nhà ông nội đã có một bức có bút tích thật. Tôi muốn mua bức tranh giả này. Để mỗi lúc tôi thấy nó, thì sẽ nhớ lại thời gian được bên ông nội. Cô. Nhưng mà tôi thấy cô Mạnh cũng rất muốn mua bức họa này, nên tôi mới từ bỏ ý đấu giá. Tôi không biết tại sao cô lại nói ra lời này. Không mua được nữa, vậy tôi mua bức họa này lại, bù đắp mất mát cho cô. Cô nói láo. Hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Bố à, bình thường Tử Huyên ít giao du với bên ngoài, nên ít khi tham gia những dịp thế này. Đây chẳng qua là người ta mua thứ gì con bé mua thứ đó thôi. Tất cả đều vì muốn hiếu thảo với bố thôi. Mẹ con vừa gọi điện thoại đến nói trong nhà có chuyện. Con mau về nhà đi, đừng để mẹ con phải đợi. Đúng là thành công thì ít, thất bại thì nhiều. Pizza. Giúp tôi xử lý một người, anh nói điều kiện đi, đừng quên lời hứa giữa chúng ta. Tôi sẽ không quên đâu. Khương Lê, đừng trách tôi ác, là cô quá ngứa mắt. Ông nội à, đây là quà mà con và sếp Khương tặng ông ạ. Chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Món quà này quá quý giá, quá đắt đỏ rồi. Ây da, ông nội à, ông cứ nhận đi. Cô Khương đây là muốn mượn hoa kính Phật. Nhưng mà tặng quà như vậy cũng bớt việc, không cần đích thân chuẩn bị, còn được mọi người khen ngợi. Cô Khương đây quả nhiên là một người khôn ngoan. Sao tôi dám chiếm lợi nhiều như vậy chứ? Vậy nên tôi mới tự tay chuẩn bị cho ông nội một phần quà nhỏ. So với quà của sếp Khương, thực sự không thể sánh bằng. Khương Khương còn chuẩn bị cho ông nội cái gì nữa đây? Mang qua đây cho ông nội nhìn xem. Phúc như nước biển Đông chảy mãi, thọ sánh cùng Tùng Bất Lão núi Nam. Ông nội à, bức này là con tự tay viết đấy. Mặc dù so với bộ sưu tập của ông, cách xa nhau một trời một vực. Chê cười rồi. Ấy. Khương Khương à, Khương Khương của ông, con đúng là bảo bối của ông. So với những chữ con tặng ông lần trước, cũng đã là rất lâu rồi. Lần này nơi cất giữ báu vật của ông, có thể thêm được những chữ mà con tặng ông rồi. Khương Lê. Cô còn bao nhiêu thứ mà tôi không biết nữa. Sao nơi này trông giống mê cung vậy? Tìm nhà vệ sinh thôi mà cũng không thấy đường. Ôm đủ chưa vậy? Cô nghĩ tôi muốn ôm cô chắc là tự cô té ngã mà. Lục Sùng Cảnh, dù tôi có té thê thảm đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không muốn để anh lợi dụng. Tôi lợi dụng cô. Tôi mà muốn lợi dụng cô, thì tôi còn phải đợi đến hôm nay à? Lục Sùng Cảnh. Trước đây, là ai vội vã muốn tôi lợi dụng đây? Chúng ta sắp ly hôn, chứ không phải mất trí. Sếp Lục, anh có bao giờ nghe câu không giữ, mất đừng tìm. Trước đây tôi cố gắng theo đuổi để đưa cho anh thứ anh không cần, nhưng bây giờ anh cần thì lại không còn nữa. Khương Lê, rốt cuộc cô là ai? Khương Lê, rốt cuộc cô là ai? Lục Sùng Cảnh, anh phát điên cái gì vậy hả? Cô hết lần này đến lần khác lừa tôi, ai mà không điên chứ? Ai lừa anh chứ? Lục Sùng Cảnh, tất cả đều do sự ích kỷ của anh, sự khinh bỉ của anh, khiến tôi từ thất vọng thành tuyệt vọng. Tại anh, chưa từng có chút mong chờ, chưa từng muốn chia sẻ bất cứ thứ gì nữa. Tại sao tôi phải đối xử với cô như vậy? Cô không hiểu hay sao? Khương Lê, rốt cuộc cô thích ai? Sếp Lục à, chúng ta đã ly hôn rồi. Bây giờ anh hỏi câu này thì có tác dụng gì chứ? Mong anh tự trọng. Cô thực sự thích Khương Hạo sao? Tất nhiên rồi. Không phải. Cô căn bản không hề thích anh ta. Cô ở bên anh ta chỉ vì muốn chọc tức tôi mà thôi. Tức đến mức tôi muốn ly hôn với cô. Lục Sùng Cảnh, anh có mắc bệnh hoang tưởng không vậy? Cô ghét tôi đến vậy sao? Cô thà phải yêu người cô không yêu, cũng không muốn tôi hạnh phúc,
anh không vui sao? Nhưng tôi thì thấy vui cực kỳ. Không biết xấu hổ. Tại sao tôi lại không sớm thấy bộ mặt thật của cô? Cưới cô chính là quyết định sai lầm nhất đời tôi. Sai lầm nhất cả đời này. Tiệc mừng thọ của ông nội sắp kết thúc rồi. Lúc đó chúng ta ly hôn đi. Chia tay trong vui vẻ đi. Ai? Đừng giả thần giả quỷ nữa. Có bản lĩnh thì bước ra. Cô là Khương Lê à? Bà cô đó là tôi đây, gặp trưởng bối, còn không mau hành đại lễ. Tôi đánh gãy chân cô này. Lục Sùng Cảnh, Lục Sùng Cảnh, Lục Sùng Cảnh. Anh không sao chứ? Cô không sao chứ? Tôi không sao, người có vấn đề là anh mới phải. Ai khiến anh đến cứu tôi chứ? Khương Khương. Anh mau gọi cấp cứu đi. Mau cứu anh ấy đi. Nhưng em bị thương rồi, phải được băng bó ngay lập tức. Cơ thể của em tự biết. Anh mau gọi cấp cứu đi. Được. Khương Lê. Tôi xin lỗi. Tôi không nên làm tổn thương cô. Không sao đâu. Tôi không trách anh. Tôi rất muốn bù đắp cho cô. Không muốn để cô đau khổ thêm nữa. Anh đừng nói nữa. Anh kiên trì một chút. Bác sĩ sẽ đến nhanh thôi. Anh đừng ngủ. Lục Sùng Cảnh, anh đừng có ngủ. Lục Sùng Cảnh, anh đã không thích em nữa rồi mà. Vì sao anh vẫn hy sinh thân mình để cứu em? Càng ngày càng không hiểu nổi anh. Này, chuyện là, lúc nãy em không cố ý đâu. Nếu anh tỉnh rồi, thì em ra ngoài trước đây. Đừng đi. Trời ơi, bác sĩ đã nói rồi. Anh bị thương, phải lo nghỉ ngơi. Mật mã. Sinh nhật của em. Em lưu số điện thoại trong điện thoại anh rồi, có chuyện gì thì gọi cho em nhé. Trợ lý Lê, anh chăm sóc anh ấy nhé. Vâng, thiếu phu nhân. Vậy, em đi trước đây, em sẽ đến thăm anh sau. Sao cô Mạnh đột nhiên chuyển 8 triệu cho người ta vậy? Đang yên đang lành, sao lại chuyển nhiều tiền thế? Đi điều tra thử xem. Vâng. Em gái, em có sao không? Em bị sốt à? Sao mặt em đỏ thế? Em không có. Em chỉ hơi nóng thôi. Không ngờ, Lục Sùng Cảnh lại hy sinh thân mình để cứu em. Xem như cậu ta còn lương tâm. Quan trọng là em không sao. Nếu em có mệnh hệ gì, anh biết ăn nói thế nào với bố và anh cả. Anh hai, em đang bình thường đấy thôi. Nhưng chắc chắn có người đứng sau chỉ thị tên hung thủ kia. Chúng ta đang nắm điểm yếu của hắn. Nếu không tận dụng triệt để, thì lãng phí món quà họ tặng cho chúng ta mất. Em định làm thế nào? Người đàn ông đó là người Hoa. Trong ngón võ của anh ta
có vẻ giống võ sĩ của mấy võ đài trái phép. Anh hai, trước đây em bảo anh điều tra thân phận Mạnh Tử Huyên. Có kết quả gì chưa? Ừm. Em xem này. Trời đất ơi! Anh hai! Anh! Được đấy! Lấy đâu ra vậy? Trong danh sách theo dõi trên Insta của Mạnh Tử Huyên, trong đó có mấy trăm người. Mấy hôm nay, anh bỏ ăn bỏ ngủ đi điều tra từng người. Đỉnh! Hừ! Anh thấy thằng này hơi khả nghi, nên hack tài khoản của hắn. Xâm nhập vào bộ sưu tập ảnh trong điện thoại hắn, moi ra được mấy tấm ảnh quý này. Thằng này là huấn luyện viên thể hình. Nhiều fan lắm. Người Hoa. Huấn luyện viên thể hình. Võ sĩ. Ý của anh là... Anh hai. Anh có thấy, trông hắn ta rất giống tên huấn luyện viên thể hình đang qua lại với Mạnh Tử Huyên mà chúng ta điều tra được không? Đúng nhỉ, em gái. Em đỉnh thật đấy. Đâu phải giống. Rõ ràng là một người. Bây giờ anh đi điều tra ba đời nhà thằng huấn luyện viên thể hình luôn. Vâng, anh hai, tối nay em mời anh ăn cơm. Ế, chỉ ăn chứ không uống rượu à? Sống gì uổng vậy? Uống. Uống cho đã luôn, thế còn được. Còn nguyên nhân anh ta hành hung thì hôm khác, chúng ta thẩm vấn thử. Không ngờ Uy gia này là một con bạc. Nợ nần chồng chất. Sòng bạc ngân hàng cho vay nặng lãi. Có ba bên đang tìm hắn ấy. Thế nên anh ta mới đi tìm vị hôn thê này của sếp Lục, Mạnh Tử Huyên, định đe dọa cô ta. Sau đó Mạnh Tử Huyên lợi dụng lòng tham của hắn, đưa điều kiện là trả cho hắn một số tiền lớn. Đúng là ác độc thật. Tỉnh lại đi. Đại tiểu thư, tôi biết lỗi rồi. Đại tiểu thư, cô tha cho tôi đi. Muốn sống thì trả lời câu hỏi của tôi. Cô hỏi đi, tôi biết thì sẽ trả lời. Anh có quan hệ gì với Mạnh Tử Huyên? Tôi là huấn luyện viên riêng của cô ta. Sau này hai bọn tôi qua lại thân thiết hơn. Cô ta lẳng lơ lắm, cứ quyến rũ tôi mãi. Sau đó, hai bọn tôi có ngủ với nhau. Thế anh có biết cô ta có thai không? Nhìn mặt anh là chắc chắn biết rồi. Tôi biết. Đứa bé đó là con của tôi và Mạnh Tử Huyên. Không phải con của Lục Sùng Cảnh sao? Đương nhiên không phải rồi. Lúc đó tôi với cô ta đang ở Mỹ. Sau đó không biết cô ta bị làm sao lại chạy đi dựa hơi Lục Thị, rồi về nước. Bỏ tôi một mình ở bên kia. Cô ta không sợ sau khi sinh con xong Lục Sùng Cảnh đưa đi xét nghiệm là à? Lục Sùng Cảnh, anh si mê cô ta như thế, cuối cùng vẫn bị người ta lừa. Đại tiểu thư có điện thoại. Adly là ai? Là Mạnh Tử Huyên. Nghe đi. Anh nói với cô ta, tôi bị thương nặng. Đừng có nói bậy. Đánh rắn động cỏ đấy. Đừng có mà giở trò. Xử lý Khương Lê thế nào rồi? Con nhỏ đó đã bị anh đánh nhập viện rồi, đang nằm trong y của ấy. Thế thì tốt. Cô ta chết vẫn còn hời cho cô ta. Tốt nhất là nằm liệt cả đời luôn đi. Tôi đã gửi 8 triệu cho anh rồi. Đợi tôi và Lục Sùng Cảnh làm lễ đính hôn xong, tôi sẽ gửi số còn lại cho anh. Diễn tốt lắm. Anh nghỉ ngơi đi. 2 ngày sau phối hợp diễn với bọn tôi một màn nữa. Lục Sùng Cảnh này ngu thật. Bị cắm sừng mà còn không biết. Em gái, bây giờ chúng ta làm gì? Theo anh thì thả cái tên này ra, dạy dỗ hắn một trận đi. Lúc nhỏ em có một thói quen, đó là đồ ngon phải để ăn cuối cùng. Mấy hôm nữa có show thời trang, gửi thư mời cho Mạnh Thị và Lục Thị đi. Chiêu lớn phải xài cuối cùng sức sát thương mới cao. Mạnh Tử Huyên, hãy hưởng thụ ánh hào quang của cô đi. Chuyện tối qua, điều tra thế nào rồi? Tôi tra được cô Mạnh chuyển tiền cho một IP ở nước ngoài, có vẻ rất bí mật, hình như sợ bị người khác phát hiện. Có manh mối về hung thủ chưa? Hỏi. Hung thủ thông minh lắm, hắn ra tay ở trong góc. Tôi đã cử người đi điều tra rồi, nhưng hiện giờ chưa có tin tức. Nhưng mà
nói. Sếp Lục, anh không thấy chuyện này kỳ lạ lắm sao? Cô Mạnh mới chuyển tiền xong thì cô Khương bị người khác ám sát, bảo không nghĩ nhiều cũng khó. Mạnh Tử Huyên, tốt nhất không phải em. Ha ha ha, mẹ, sau thời trang này của nhà họ Khương không bán vé cho người ngoài, mấy người trong giới thời trang tranh sức đầu mẻ chán cũng không vào được. Ha ha ha, lần này chúng ta được vào chắc chắn là nhờ Lục thị được nhà họ Khương cho phép. Còn gì nữa, Lục phu nhân, bây giờ hai nhà chúng ta đang phát triển thần tốc, hay là mau tìm ngày đẹp tổ chức hôn lễ cho hai đứa trẻ đi, thế thì tốt quá. Đợi xong sâu thời trang chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Được thôi. Ha ha ha, đây là Mạnh thị, người bị vạch trần bán hàng nhái lần trước đúng không? Sao còn mặt dày đến đây nữa, nói linh tinh gì thế? Mạnh thị bọn tôi là khách mời đường hoàng của Khương thị. Sao Khương thị lại gửi giấy mời cho cậu? Chẳng lẽ Khương Hạo muốn cảm ơn cậu vì đã cứu Khương Khương à? Ai cho cậu gọi là Khương Khương? Cậu đã có cô Mạnh rồi, tôi kêu cô ấy là gì không được? Vốn tôi và Mạnh Tử Huyên không có gì với nhau hết, hả? Tôi chỉ không muốn phụ lời dặn của anh lúc còn sống. Không ngờ lại làm Khương Lê tổn thương. A Cảnh này, cậu yêu Khương Khương thật rồi đúng không? Tóm lại cậu đừng có ý đồ với cô ấy. Rồi rồi rồi, đi thôi, show diễn sắp bắt đầu rồi. Anh Sùng Cảnh, anh đến rồi. Sao giờ anh mới đến, mau ngồi đi. Chào mừng mọi người đến với show thời trang HG đêm nay. Wow, tiên nữ à? Nhưng sao Khương Khương lại xuất hiện ở đây? Không phải cô ta vào IQ rồi à? Sao còn mạng để đến đây nữa? Mẹ ơi, cô ấy đẹp quá. Không biết cô ấy là gì với nhà họ Khương nhỉ? Hình như chưa gặp bao giờ. Tôi biết nhìn tướng, nhìn là biết cô ấy có tướng đế vương, tôn quý lắm đấy. Ồ, Khương Lê đây mà. Cô có biết đây là show thời trang của nhà họ Khương không? Bao nhiêu người trong giới thời trang dành nhau sức đầu mẻ chán để tham gia. Cái con thợ may như cô lấy tư cách gì đến đây? Tôi có tư cách hay không? Không do cô quyết định. Cái loại nhà quê không có gu thẩm mỹ như cô mới làm bẩn buổi diễn ấy. Cô này, cái con bé này. Cô Khương, xin lỗi đã vô lễ, suýt thì tôi quên mấy. Bây giờ cô Khương là người yêu của Khương thiếu gia. Khương thiếu gia thương cô thật nhỉ. Sau thời trang quan trọng thế này mà lại để cô chủ trì, thế là biết địa vị cô Khương thế nào rồi. Ha 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 ha, hóa ra là nhân tình. Sau diễn quan trọng thế này mà nhà họ Khương để nhân tình chủ trì, xỉ nhục bọn tôi quá vậy. Nhưng nhìn khí chất cô ấy không giống con gái nhà bình thường. Mở miệng ra là nhân tình. Mấy người giỏi sắp đặt cho tôi quá nhỉ. Đêm nay tôi tổ chức show diễn trên danh nghĩa là tổng giám đốc tập đoàn HG. Nếu như những vị khách ngồi đây có thắc mắc hoặc là ý kiến gì thì mời mọi người đi ngay cho. Tôi sẽ suy nghĩ lại việc hợp tác của chúng ta. Khương Lê, tôi biết cô bị anh Sùng Cảnh đá nên cô không vui, nhưng cũng không thể giả mạo như thế được. Tổng giám đốc tập đoàn HG, chỉ cần cô nói là cô được làm à. Cô làm thế, cẩn thận sau này xếp Khương đá cô đấy. Nói nhiều với cô ta làm gì? Người đâu? Đuổi con điên ăn nói linh tinh này ra ngoài mau. Bảo vệ, mau vào đây, dừng tay. Ai dám gây chuyện? Ôi trời, Chủ tịch Khương, anh đến đúng lúc lắm. Con nhỏ này nói mình là tổng giám đốc tập đoàn HG, lừa đảo mà dám đến cả chỗ anh để lừa. Đúng thế, đúng thế, Chủ tịch Khương, Khương thiếu gia, con nhỏ này chỉ là một con bé xuất thân thấp kém, hay nịnh nọt người khác. Các anh đừng để bị cô ta lừa. Đủ rồi, Khương Khương, qua đây. Bố, lúc nãy các cô hỗn láo với em gái tôi đúng không? Sao lại thế? Một con nhỏ bị chồng bỏ, sao lại là thiên kim của Khương thị? Người vợ ở với mình 3 năm, mỗi ngày chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho mình.
Sao có thể? Là thiên kim Khương thị được. Khương Lê. Chúng ta kết hôn 3 năm. Vì sao em lại giấu anh thân phận của em? Đúng thế. Tôi chính là đứa con gái, chưa từng công khai lộ diện của nhà họ Khương, Khương Lê. Tôi che giấu thân phận là để tránh một vài rắc rối không đáng có. Hơn nữa, cũng để chúng ta được sống vui vẻ hơn. Không chỉ thế, nếu không nhờ em gái xin chúng tôi giúp cậu, Lục thị các cậu đã phá sản từ 3 năm trước rồi. Khương Lê, cho dù cô có là thiên kim Khương thị hay không, thì dù ra sao, người mất 3 năm vô ích là cô. Người bị anh dùng cảnh đá cũng là cô. Em im đi. Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Đừng lấy phẩm đức của tôi ra, làm cái cớ cho cô lên mặt nữa. Thì, sau này cô đừng hòng được sống yên ổn. Cô Ashley. Sao thế? Sao lại có biểu cảm như vậy? Ashley là tên cô dùng khi du học ở Mỹ cơ mà. Sao tôi mới gọi một tiếng cô đã xanh mặt thế? Tôi không biết Ashley gì cả. Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Cô đang nói linh tinh gì thế? Mặt thì chỉnh được, tên cũng sửa được. Nhưng những chuyện cô từng làm thì không xóa bỏ được đâu. Điều tra thật kỹ rồi sẽ thấy vết tích thôi. Hả? Trời ơi, cái này là gì đây? Đây là... Ha ha ha. Á? Sao? Sao tôi thấy người phụ nữ trong tấm ảnh trông giống tiểu thư nhà họ Mạnh quá. Mẹ ơi! Không ngờ cô Mạnh bình thường trông giống gái ngoan mà lại mạnh bạo như vậy. Ai làm đây? Mau xóa đi, mau xóa đi, xóa đi mau lên. Xóa ư? Tại sao phải xóa, Ashley? Không phải thích làm sao? Người một nhà thì phải đông đủ chứ. Mạnh Tử Huyên, cô mang thai con của tôi nhưng lại nói yêu người đàn ông khác. Lương tâm của cô bị cho tha rồi sao? Không thể nào. Đúng là châm chọc, nực cười mà. Tử Huyên, rốt cuộc là có chuyện gì? Thằng lưu manh này ở đâu ra vậy? Dám vu oan cho con gái tôi ở chỗ này, tôi không tha cho cậu đâu. Người đâu? Vệ sĩ, mau bắt anh ta lại. Không ai được đưa anh ta đi hết. Anh Sùng Cảnh, có người muốn vu oan cho em, không biết họ tìm tên điên này ở đâu ra. Anh ta muốn hủy hoại sự trong sạch của em. Vu oan ư? Chúng ta ở bên nhau không biết bao nhiêu lần, cô còn không biết rõ sao? Tôi phải kiện anh. Tôi phải kiện anh tội phỉ báng. Tôi sẽ báo cảnh sát gô cổ anh lại. Kiện tôi ư? Tôi đang muốn kiện cô tội bỏ chồng bỏ con đó. Đây là xét nghiệm ADN của con chúng ta. Cô, tự đi mà xem đi. Cô dám làm vậy? Cô nói đứa bé là con của anh cả tôi, nên mấy năm nay tôi mới nhẫn nhịn cô hết lần này. Bây giờ lại lòi ra đứa bé là con của người khác. Anh Sùng Cảnh, không phải. Đừng tin hắn ta, không phải, không phải đâu. Vậy mà mình lại làm tổn thương Khương Lê vì người phụ nữ độc ác gian dối này. Cô là Mạnh Tử Huyên đúng không? Mấy người muốn làm gì? Giờ chúng tôi sẽ bắt cô vì tội mưu sát. Cô có quyền giữ im lặng, nhưng những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Anh làm gì vậy? Này! Tử Huyên! Tử Huyên! Nhược Lan! Mau gọi xe cứu thương đi! Trời ơi! Vậy hôm đó là Mạnh Tử Huyên đã thuê người giết Khương Lê. Tác giả ác báo. Tất cả đều là do cô ta xứng đáng. Không ngờ, Mạnh Thị lại có thể độc ác như vậy. Chỉ khổ cho tiểu thư nhà họ Khương bị sỉ nhục ra nông nỗi này, còn suýt nữa mất mạng. Đúng đó, trước mặt người khác thì diễn hay lắm, nhưng thực chất lại không biết là loại người gì. Tôi thấy con gái nhà họ Lục đều không phải loại tốt đẹp gì. Đi thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên con gái tôi, Khương Lê tổ chức sự kiện hát gì. Không ngờ lại gặp nhiều thị phi như vậy. Nhưng vào sự khởi đầu nan, nhân cơ hội này tôi tuyên bố. Từ ngày mai trở đi, Khương Lê sẽ đảm nhận chức vụ chủ tịch tập đoàn Khương Thị. Bố, con gái của nhà họ Khương vô cùng có bản lĩnh. Tập đoàn Khương Thị giao cho con, bố và các anh trai con đều có thể yên tâm lui về sau cánh gà rồi. Bố, mọi người nghỉ ngơi một lát đi, buổi trình diễn sắp bắt đầu rồi.
Tôi không thèm áo của anh. Anh làm gì vậy? Tặng em. Sếp Lục biết thân phận thật sự của tôi nên muốn theo đuổi lại tôi. Để Khương Thị chúng tôi tiếp tục giúp đỡ Lục Thị à? Là anh muốn theo đuổi em, không liên quan tới thân phận của em. Khương Khương. Xin lỗi. Tuy anh đã từng nói hai chữ này rất nhiều lần, nhưng tới ngày hôm nay, anh mới ý thức được mình đã sai lầm tới mức nào. Anh sai ở đâu? Anh sai vì 3 năm nay vẫn luôn tin lời của kẻ gian, không quan tâm tới em. Anh sai vì chưa bao giờ tin tưởng em, chà đạp tấm lòng của em hết lần này tới lần khác. Khương Khương, em muốn phạt anh thế nào cũng được, nhưng mà em có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Lục Sùng Cảnh, anh nói nhẹ nhàng quá rồi đó. Những khổ sở mà tôi phải chịu trong 3 năm nay, chỉ một câu nói nhẹ nhàng của anh là đã xong sao? Anh có biết chúng ta vốn đã có một đứa con không? Tôi còn chưa kịp nghe nhịp tim của nó thì đã bị anh và Mạnh Tử Huyên hại sảy thai rồi. Con ư? Em vừa nói chúng ta từng có con sao? Đúng. Là anh tự tay hại chết nó. Anh nói muốn bỏ đứa bé này. Không hề. Không có chuyện đó. Anh chưa bao giờ bảo em phá thai. Anh hoàn toàn không biết có chuyện này. Sao anh nỡ làm vậy chứ? Lục Sùng Cảnh. Anh và Mạnh Tử Huyên thật sự đã hại tôi rất khổ. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Khương Khương. Là anh không bảo vệ tốt cho em. Xin lỗi. Sau này sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta hết. Anh muốn bắt đầu lại. Mơ đẹp lắm. Anh phải theo đuổi tôi từ đầu, cho tới khi tôi hài lòng, anh mới có tư cách chuyển vị trí. Được, được. Nghe em hết. Tuần mệnh xếp Khương. Suýt nữa thì quên, Khương Khương không ăn hành. Sao em lại tới đây? Trong này nhiều dầu khói. Em ra ngoài chờ anh nhé. Hôm nay ăn gì vậy? Em đói rồi. Con mèo ham ăn, canh xương hầm ngô. Không ngờ tổng giám đốc cũng có ngày phải rửa tay nấu ăn cho em. Khương Lê, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp nhé. Lần này anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Sao anh còn đem cả nhẫn theo thế? Đồ ngốc. Em đồng ý. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Mọi người nhớ để lại like, bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn thông báo để đón xem video mới nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.